không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Con mới hiểu mẹ là dòng sông, chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Chúng ta họp nhau tại nhà người Mai Thanh Nhàn
để tham dự cũng như hoàn pháp lễ an táng cầu cho linh hồn cụ thỉnh Maria. Nhờ lời cầu nguyện của mẹ mình tôi, xin Chúa đấng điều hoàng thương xót sai các thiên thần giữ linh hồn cụ thỉnh Maria vào thiên đàng, và khi vừa đến nơi, xin các thánh từ đàng đón tiếp Maria và dẫn đưa Maria vào thần thánh thiên đường trời. Để trong tình cầu xin và ý nguyện chúng ta lên được Chúa thương tất cả chúng ta cảm thân thân vui. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng chính các thiên thần, các thánh và anh chị em vẫn cầu cho tôi trước quả Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa còn nắm thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa là đấng hằng thương xót và tha thứ, chúng con nài xin Chúa cho tôi đưa Chúa là Maria mà hôm nay Chúa đã chuyển về với Chúa được đưa vào quê Phật và được hoan lạc muôn đời. Vì tôi đưa Chúa đã trông cậy và tin tưởng vào Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô. Bởi chính xác khôn ngoan, người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ. Tuổi già đáng kính trọng không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc và đời sống trong sạch cho tuổi già, người đẹp lòng Chúa yêu mến vì cuộc sống những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi, người ấy được đưa đi kẻo sự nhân tài làm hư hỏng trí khôn hoặc dối trá lừa phỉnh tâm hồn, vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều thiện và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn tiến trực. Người tiến đến bước hoàn thiện trong thời gian ngắn khác nhau đạt tới điểm cao của sự nghiệp, linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: lòng các con đừng xao xuyến, các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Nhưng mà họ chỉ đi, nhưng mà không thể trở về.
bởi vì cái tàu gặp sự cố nổ dưới bãi đại dương. Cách đây 2 năm, biến cố đại dịch Covid xảy ra, thì giáo hội Hà Nội người ta có tổ chức một cái gọi là hội đứa trẻ miền Bắc, cái chủ đề là về nhà. Vâng, có thực nhà rất là quan trọng, nhưng mà đâu thì mới là nhà đích thực. Trong tuần trình gian này chúng ta cũng cần một quê hương, một nơi chung nhau cắt rốt, rồi một mái nhà để ở. Nhà hay quê hương vợ cho chúng ta cái hình ảnh thân thương á. Tôi nhớ từ là năm lớp 9 tôi học cái bài thơ Nhớ Sông Quê Hương của Tiến Anh. Quê hương tôi có con sông xanh biết, nước trong xanh xoa đắp những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi thu nhẹ, tỏa nắng xuống tầm trên lớp tấm. Chẳng biết nước có những ngày những tháng, giữ bao nhiêu kỷ niệm với lòng tôi. Khởi con sông đã đóng đàn đời tôi giữ mãi một tình mới mẻ. Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ, sông của miền Nam nước Việt thân yêu. Khi bờ tre liễu biết tiếng chi kêu, khi mặt nước chật chờ có cán cận, bạn bè tôi cũng năm tụ bảy, bầy chim non bơi lội trên sông. Tôi đưa tay ôm nước vào lòng, sông đòi nước ôm tôi vào dạ. Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngã, kẻ sơn hô kẻ cái gian sông, kẻ quốc cày mưa nắng bài đồng. Tôi cầm súng lên đường đi chiến đấu. Tuổi trẻ lúc nhỏ quây quần bên dòng sông quê hương, bên những bụi tre, bên đồng ruộng, đấy là rất thân thương quen thuộc. Lớn lên dù có đi đâu nhưng mà lòng cũng đau lắm muốn trở về quê hương. Nhưng mà quê hương là đâu, nhà nào đó là nhà thật. Chúng ta nhớ một cái bài thơ mà đã của nhà của nhạc sĩ Thị Công Sơn. Ông có cái đoạn như thế này: con chim ở trọ cầm tre, con cá ở trọ nơi nhà nước buồn. Tôi nay ở trọ trần gian, mai sau về chốn xa xăm cuối đời. Ông quan niệm cuộc đời này là cái quán trọ, nghĩa là nó không phải là nhà. Nhà thì nó cố định hơn, nhưng mà cái quán trọ, cái lều nó chỉ là tạm bợ. Điều đối với ông thì một người không có niềm tin, sau khi tạm bợ hay cái quán trọ này nó qua đi thì sẽ là cái gì? Ông cho biết phần tiếp theo cuộc đời xem ra như vô nghĩa, bởi vì hạng bụi nào nó thích thân tôi, rồi một mai tôi trở về cái hạng bụi. Đối với người không có niềm tin thì đúng thật cuộc sống này nó mong manh và nó vô thường đến độ mà chết xong rồi nó phá bụi, nó về hư vô. Chúng ta thấy từ thực tế thì một người qua đời xong rồi chôn táng xuống, đôi ba chục năm sau con cháu đã táng, từ một người mới được ký cuối cùng chỉ còn một chú. Năm mười năm sau thì còn đi xương, năm bảy chục năm sau thì chắc còn một tí đi xương với lại đi lăng. Chắc là năm bảy trăm năm sau thì cũng không có cái gì hóa đất. Tại sao như vậy? Con người dựng lên từ bùn đất và sẽ trở thành bùn đất, giống như câu Sáng Thế của chúng ta nghe chương 3 câu 19. Nhưng mà không phải chỉ như vậy, con người trở về bùn đất đây là hậu quả của tội. Chứ ban đầu khi Chúa dựng nên con người, so với cái trật của công trình tạo dựng chỉ kém thiên thần một chút. Thánh thần tán cho tâm đức Chúa yêu thương con người, Chúa dựng nên con người cao trọng hơn muôn loài trong vũ trụ này. Con người là linh hồn và lòng được dựng lên giống hình ảnh Chúa, có linh hồn thiêng liêng và tự. Nhưng mà con người thử là cái gì? Thưa là vì hậu quả của tội Adam mất quân luật Chúa, tội kiêu ngạo muốn bằng Chúa, cho nên đã hy vọng cái cớ và từ đó là cái hậu quả là sự chết. Từ cái góc nhìn này chúng ta có thấy rằng tình thương của Chúa ngài vẫn trung tín, dù có người phạm bộ bất tôn là Chúa đấy, dù có người cao ngạo muốn bằng Chúa đấy, mặc dù chỉ là đạo,
dù sau khi phạm tội thì phải lãnh hậu quả là chết, nhưng mà Chúa vẫn thương. Chúa thương, Chúa hứa bằng lời cứu độ. Đọc xa xa thế chúng ta cùng 15 chích lại lời Đức Chúa phán cùng con trai: ta sẽ thành mối thù với ngươi và người nữ. Chúa dòng dõi đi và dòng dõi người nữ, và dòng dõi người nữ sẽ là hắn đầu đi. Người nữ lấy lại Đức Maria mà giáo hội chúng ta mừng đến tháng 5 và đặc biệt là tháng 10 tháng Vân Côn, nguyên một tháng này để lời thảo Vân Côn kính Đức Mẹ. Và người con hay là miêu tuệ do người nữ sinh ra đấy, đó chính là Đức Kitô, là Thiên Chúa làm người. Cho nên Thiên Chúa là người Đức Giêsu, ngài ở trong cõi lành của Thiên Chúa Cha, quê của ngài là trên trời. Ngài đã xuống trần gian cách đây 2000 năm, và khi đến trần gian ngài rao giảng tin mừng, ngài quy tụ các tông đồ, ngài sẽ thực hiện một cái cuộc mà ngài gọi là phép rửa, mà ngài khao khát cái ngày ấy đến, đó chính là cái cuộc vượt qua, tức là mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của ngài. Đoạn tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay thánh Gioan học lại: Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc thương khó để trở về với Chúa Cha, ngài nói với các môn đệ rằng: các con đừng sao xuyến, các con tin vào Chúa thì tin vào thầy. Trong nhà Cha thầy có nhiều chỗ ở, thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi mà dọn chỗ cho các con rồi, thầy sẽ trở lại và đón các con đi với thầy, để thầy ở đâu chúng con cũng được ở đó. Vâng, Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, chính ngài là đường, ngài cũng là đứng mở đường từ trời xuống đất, và ngài cũng là đứng từ đất sau khi phục sinh về trời và rẽ ra một cái con đường. Con đường ấy, con đường mang tên Giêsu, con đường thập giá, con đường ấy mời gọi các tông đồ cũng như mỗi người chúng ta là tín hữu bước theo để về quê trời. Cho nên niềm tin Kitô giáo khi chúng ta nhắn về đời, người ta bảo ra đi nhưng mà thật sự lúc đấy chúng ta trở về. Tôi có một cái kinh nghiệm mà tôi rất thích đi thăm tạm đánh thuốc cho các bệnh nhân, nhất là gặp những người già nhé. Khi mà gặp những người già, những người cao tuổi thì mới chứng kiến rằng đức tin của họ rất mạnh mẽ. Tôi gặp nhất là các bà tình cảm hơn, tôi nắm tay họ chặt đầu con sớm về với Chúa. Xong cũng có những người con chẳng thiết tha gì nữa, chẳng thiết tha cái sự gì trên đời này nữa, con chỉ khao khát muốn trở về với Chúa thôi. Đấy cũng chính là tâm tình của thánh Phaolô trong thư gửi đến Côrintô đó. Ngài biết là nếu căn nhà ở đất này chúng ta có thì chúng ta có được một cái căn nhà, chúng ta sẽ được vinh thương đủ trên trời. Cái căn nhà ấy không do tay người phàm làm ra, nhưng mà do Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Và trong thư Phi Phê thì Phaolô có biết là anh em thân mến, quê hương chúng ta trên trời. Và vì vậy ngài nói rằng bao lâu còn ở trong thân xác này là chúng ta còn lưu lại xa Chúa. Vậy thì trong khi chờ đợi thân xác này sẽ qua đi rồi linh hồn chúng ta trở về với Chúa đấy, thì chúng ta cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa, sống sao cho đẹp lòng Chúa. Những người sống đẹp lòng Chúa thì cái sự trên đời này nó chỉ là cái sự tạm, người ta không bị bám víu bị lệ thuộc đâu. Người ta thanh thoát, thanh thoát trong cách sống và rất thanh thản khi đối diện với cái chết. Thánh Teresa ngài đồng Giêsu và chúng ta mừng mừng lễ kính vào 1 tháng 10 đấy, có 24 tuổi như vậy mà có một cái sự mãnh liệt khao khát trở về với Chúa. Lúc bị bệnh phổi sắp chết, các chị em nữ tu với xung quanh khóc thương tiếc một bông hoa nhỏ, một nữ tu trẻ chắc phải rời xa mọi người, rời xa cái công việc này bởi sự chết. Nhưng mà Teresa này của Giêsu nói các chị đừng buồn, em đâu có chết, em đi vào có cái hàng sống, em đi vào có hàng sống. Vâng, có thật đối với niềm tin Kitô giáo thì chết không phải là hết, chết cũng không phải là đi đâu xa lưu lại, mà chết là trở về. Cho nên bình thường sẽ là buồn, tâm lý tự nhiên ai cũng vậy, nhưng mà niềm tin làm cho chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn.
cái kinh nguyện là cái đủ thánh thể một vì lời Chúa nói các tín hữu sự sống thay đổi luôn chết đi mà khi nơi gương nóng ở trần gian này thì mình sẽ yêu ta chúng ta phải có một nơi để tương ứng trên trời. Có một cái câu chuyện kể một nhà truyền giáo từ châu Âu mà đi châu Phi, ông đi châu Phi truyền giáo 30 năm và khi mà có gì hay kết thúc sứ vụ châu Âu mà trở về quê hương, khi mà xuống bến tàu người thân của những người khác ra đón đông hết, người ta chuẩn bị, người ta đón người thân trở về khi mà đi xa, thế thì truyền giáo quay qua lại chẳng chẳng thấy ai đó, chẳng thấy ai đó, ông buồn lắm, ông ấy cũng thầm thở cầu với Chúa, lạy Chúa, sao con truyền giáo mấy chục năm trời đã tu vi xa xôi, nay con trở về quê hương mà sám lặng lẽ cũng chẳng thấy ai ra đón vậy. Thế thì trong thực lặng nhà truyền giáo nghe được tiếng Chúa trả lời, con nghĩ rằng đây là quê hương của con sao? Bao lâu còn sống? Con chỉ ở quê tận, ta sẽ đón con long trọng ở quê thân là nước trời. Tôi cũng đoán bà Maria, nữ thần của chúng ta là một vị cao niên 90 tuổi, cũng sinh ở Mai Trung, Hải Dương, rồi di cư vào Nam, cũng chọn Mai Trung, miền Nam đây làm quê hương của mình. Hai cụ cụ chùm mà cụ chùm Vĩnh là cụ chùm của giáo họ Mai Trung đã phục vụ cộng đoàn của chồng công vợ để người chồng có thể phục vụ cộng đoàn thì cụ bà cũng phải tân hoan lo việc nhà nuôi dạy các con cháu rất đông, nghe biết 11 người con rất đông người cháu và cũng qua đời sống rất tiên tiến hơn của các cụ mà những người con tham gia phục vụ cộng đoàn, đặc biệt có ông chùm tôi sẽ hiện là ông chùm khu khóa 1, khóa 11. Hôm nay cộng đoàn chúng ta đau buồn vì sự ra đi của cụ chùm Maria, nhưng mà với niềm tin chúng ta đã tin tưởng cụ không phải là ra đi mà thực sự trở về nhà cha. Trên hành trình lưu lạc xa nhà sống quê tạng 90 năm, chắc hẳn tâm linh và con người không tránh khỏi những nỗi đau thương xót. Chúng ta thêm lời cầu nguyện đặc biệt là đêm thánh lễ, bởi vì thánh lễ chính là nghi tế Chúa Giêsu đã dùng máu của ngài đổ ra để nên giá cứu chuộc nhân loại, nên giá cứu chuộc chúng ta, đặc biệt nên giá cứu chuộc linh hồn của bà Maria chúng ta dâng lên hôm nay. Chúng ta cũng tâm tình thân thánh tri ân sự dấn thân phục vụ của gia đình cụ chùa. Chúng ta cũng thêm lời an ủi vì trong mắt là con người đau buồn ly biệt là thật. Xin chia buồn cùng gia đình cụ chùa Maria, gia đình cụ chùa Hiền và các con cháu trong khi đã xa rời mẹ. Nhưng trong niềm hy vọng chúng ta và có gì sẽ gặp nhau. Cái chữ đoàn viên ấy, cái đoàn viên là quy tụ gia đình và gia đình họ đông đủ, và đấy chính là lúc mà tất cả chúng ta quây quần với lại cùng bà Maria, đặc biệt là con cháu quây quần với nhau để chung hưởng hạnh phúc muôn đời trong nhà cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để kẻ đã không hoài nghi con Chúa đã đứng cứu độ giàu lòng từ ai sẽ nhận ra người là vị thông phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại kinh phục đã chiêu coi trên chúng con. Để những ai buồn sầu về số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi. Vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa đối với các tín hữu Chúa sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi đời nương nao ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và công lâm thiên thần, các bệ thần và quán thần cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: xin chờ để chúng con sẽ
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin roi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin loài hương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo răng y Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Xin đoái hương cho người chị em chúng con
Maria, nhờ của ông này được đặt tới chính bàn việc muôn đời của Đức Kitô, người hàng sống và hiển trị muôn đời. Bên. Trong khi thi hành nhiệm vụ, chúng ta thi hành này các sứ phẩm theo tập tục các tín hữu, chúng ta biết rằng mọi vật phải trung thành sống cho Ngài. Vậy chúng ta lại xin Chúa cho thi hành tôi tớ Chúa là Maria mà chúng ta đang chôn cất bị xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử để tôi tớ Chúa là Maria được cứu độ và giải thoát khỏi tội phạm tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vị mục tử nhân lành bắt trên vai và đưa vào đoàn tụ cùng vua muôn đời để đánh được hưởng buồn vui bất diệt là một cái đồng hồ. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn cô bà Maria này sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau thêm, cùng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khấn nguyện và mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa là Maria, và cho chúng con đang còn ở lại biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau đời ngày mọi người tai ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tớ Chúa là Maria. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cha phó sứ trong niềm tin tưởng của Chúa Kitô phục sinh, cụ Maria đã vâng theo thánh ý Chúa. Giờ đây gia đình chúng con mất đi một người mẹ, các cháu mất đi một người bà, họ tộc mất đi một người bác. Nhưng trong suốt những ngày qua, được tin Chúa gọi cụ Maria ra khỏi đời này về với Chúa, đã được quý cha, quý dì, quý ban hành giáo và quý ban điều hành giáo họ, cũng như quý chức, quý cụ và hội đoàn và toàn thể cộng đoàn, và cũng như quý tộc, họ nội, họ ngoại đã đến gia đình chia buồn cho gia đình và dâng những lời cầu nguyện bằng những lời kinh tiếng hát cho cụ Maria sớm được về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Ngày hôm nay lại được cha chánh xứ
hiệp dâng thánh lễ an táng lần cuối cho cụ bà sớm được về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Và giờ đây lạy vinh quang tiến đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng con cảm ơn quý cha, quý dì, quý chức và quý họ tộc, nội ngoại và toàn thể cộng đoàn. Và cũng cảm ơn ca đoàn Do An, ban kim nhạc, hội Caritas. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình chúng con có những gì thiếu sót, xin niệm tình thứ tha. Giờ đây gia đình chúng con và tang quyến cúi đầu đồng cảm tạ. Và cũng xin thông báo trong gia đình mời quý cụ, ông bà và toàn thể anh chị em và ban điều hành giáo họ xin đọc kinh ba tối bắt đầu từ 19 giờ tối hôm nay tại nhà hiếu. Con xin cảm ơn. Chiều
mẹ ơi, đời có nghĩa gì đâu. Mong ngày sau cát bụi gặp nhau, mẹ cùng con vui phúc nơi quê trời. Dạt dào như dưới nước tuôn trào, bao tháng ngày ấp ủ con yêu. Mẹ dạy con khi con thơ ấu, lúc vào đời với tiếng hát à ơi. Nhưng giờ đây mẹ ở nơi đâu, đời cô liêu thương khóc mẹ sớm. Maria ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi thân xác
Tôi tới Chúa cho lòng đất để tôi tới Chúa trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta đến giống thân thể sáng láng của Người. Và chúng ta xin trao gửi người chị em chúng ta cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài. Và cho thân xác tôi tới Chúa đây được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tới Chúa là cùng bà Maria thân yêu của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã thương Lazaro, trên xin lau sạch nước mắt chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương ban cho linh hồn Maria được sống đời đời. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm có lòng hôi cánh, xin đoái thương đưa linh hồn Maria vào nước trời. Chúa đã cho linh hồn Maria được ghi dấu ân tin trong nước rửa tội, xin đoái thương cho linh hồn Maria vào số các thăm và những người Chúa chọn. Chúa đã nuôi dưỡng tôi tớ Chúa là Maria trong tiệc thân mình máu Chúa, xin đoái thương nhận linh hồn Maria vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang thương nhớ của bà Maria này được an ủi trong đức tin và phân khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, đừng đưa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là Maria đã qua đời mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa. Khi còn sống, tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thân ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai đối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa ban thưa, con đã trông thấy Chúa. Linh hồn con cây vì lời hứa ấy, vì đã trông thấy Chúa. Những kẻ làm dân đơn Chúa trời đêm này, thành tựu trong người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, xin một lòng thương xót tha thứ liên mãi. Chúng con dập mình kêu xin Chúa cho linh hồn Maria đã qua đời. Xin Chúa cho để linh hồn Maria khỏi cây ma quỷ. Đừng quên linh hồn Maria đời đời. Một kiếm ánh thiên thần nhân lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đã tìm thấy Chúa. Thì khi chết quay quay xuống lửa hoa ngục, được lên thiên đàng, ứng phúc vui vẻ vô cùng. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu cho bên trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Thì vậy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Maria là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay.
Phật còn nhân nơi luôn liền tội, thì xin mở cửa thù đẹp ấy cho ra, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật ra nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con đã xin chờ chúng con một nhân cha ca sáng nước cha chỉ đầy đi cha thể hiện dưới đất cuốn đi trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay ân thực hàng ngày và tha là chúng con. Xin chúng con cũng tha kẻ con là chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Tin mừng Maria đầy ơn phước đi Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu ban lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con trong đầy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chớ chê chớ bỏ lỡ chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn Đức Nữ đồng chi hiền vinh sáng lên. Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Maria. Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Maria. Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Maria. Maria mẹ ơi mẹ phải nghe lời trong trái tim người dạng người nơi nơi muôn năm tình vẫn sang người tình bao la cõi trời khôn vi
câu thơ nào diễn ý hết tình. Tình bao la cõi trời khôn vi, câu thơ nào diễn ý hết tình. Đầy trái tim mẹ hiền, ngàn đời vẫn tinh tuyền. Tình mẹ thương bao la bao la, ôi tình mẹ đường tình Chúa Cha. Đầy trái tim mẹ hiền, ngàn đời vẫn tinh tuyền. Tình mẹ thương bao la, ôi tình mẹ mặn nồng thiết tha. Tình mẹ bao la, mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con nuôi mẹ kể tháng kể ngày, tình mẹ như nước trôi đi. Mẹ ơi, tình mẹ con ghi suốt đời. Mẹ thương con, mẹ trên đời, như tình sóng mặn, như lời sóng ru. Dù cho dẫu đến ngàn thu, biển kia vẫn mặn, lời ru vẫn nồng. Bao la tình mẹ sáng ngời, lòng con ghi khắc một đời không quên. Tình mẹ bao la như biến thay tình. Một đời hy sinh, thương con đượm thăm ân tình. Mẹ nuôi con biên hồ lai láng, con nuôi mẹ kề tháng kề ngày. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ kề tháng kề ngày. Đầy trái tim mẹ hiền, ngàn đời vẫn tinh tuyền. Tình mẹ thương bao la, ôi tình mẹ đường tình Chúa Cha. Đầy trái tim mẹ hiền, ngàn đời vẫn tinh tuyền. Tình mẹ thương bao la, ôi tình mẹ mặn nồng thiết tha. Tình mẹ thương con, bao năm luôn vẫn vuông tròn. Ngày nào người trèo lên non, thương thân mẹ đã hao mòn. Mẹ sinh con dưỡng dục năm tháng, mong con được sinh đáng kiếp người. Mẹ sinh con dưỡng dục năm tháng, mong con được xứng đáng kiếp người. Đầy trái tim mẹ hiền, ngàn đời vẫn tinh tuyền. Tình mẹ thương bao la, ôi tình mẹ đường tình Chúa Cha. Đầy trái tim mẹ hiền, ngàn đời vẫn tinh tuyền. Tình mẹ thương bao la, ôi tình mẹ mặn nồng thiết tha. Nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu vàng lạy Chúa xin du thương. Ban xuống niềm tin ấm u cho tâm hồn, lạy Chúa xin thương con theo lương từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn
kêu vang, lạy Chúa xin dù thương ban xuống niềm tin ấm u cho tâm hồn. Ở ngay bên thiên nhang con phạm tội nhớ nhớm, Chúa luôn công chính từ nhân khi người tuyên án nhân loại. Nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu vang lạy Chúa Giêsu thương ban xuống niềm tin ấm u cho tâm. Lạy Chúa Giêsu, nếu người ta cứ phải sống mãi trên cõi đời này thì thật là phiền toái. Nhưng cái chết vẫn làm chúng con đau đớn vì phải chia tay với những người thân yêu, vì bao mộng mơ dự tính còn dang dở. Xin cho chúng con đừng nhìn cái chết như một định mệnh nghiệt ngã và phi lý, nhưng như một hành trình trở về nguồn cội yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết trên thập giá, Chúa đã run sợ nhưng không tháo lui, và Chúa đã chết trong niềm vâng phục tín thác để trở nên người đầu tiên bước vào cõi sống viên mãn. Xin cho chúng con nghe được lời dạy dỗ của cái chết. Cái chết cho thấy cuộc sống mong manh, ngắn ngủi. Chính vì thế, từng giây phút trôi qua thật quý báu. Cái chết bất ngờ mời gọi chúng con luôn tỉnh thức. Cái chết nhắc nhở chúng con là khách lữ hành đang trên đường về quê hương vĩnh cửu. Sống một đời và chết một lần. Lạy Chúa, đó là thân phận làm người của chúng con. Xin dạy chúng con biết cách chết nhờ biết cách sống. Amen. Dòng đời thay đổi luân phiên, lòng người bao nỗi chôn chuyên, mong ra đời hai bàn tay không trở về nơi đã sinh ra, là hạt bụi trong chốn phong ba. Ta ra đi xa miền dương thế, ngỡ ngàng chiều rơi, dẫu có tiếc nuối không chẳng được gì. Lúc ra đi là lúc trở về, một lòng trông cậy Chúa mà thôi. Chúa chính là dòng suối yêu thương đưa thuyền đời con về bên an bình.
phận người này có chi đâu, một đời làm lũ nương dâu, bốn ba vì chén cơm đầy, thân hào gầy bởi nhiều lo toan. Giật mình nghe gió đông sang, thật vội vàng khi tiếng chuông vang, ta ra đi không lời chăn trối, thế chân vậy thôi. Dẫu có tiếc nuối không chẳng được gì, lúc ra đi là lúc trở về, một lòng trông cậy Chúa mà thôi. Chúa, Chúa chính là dòng suối yêu thương đưa thuyền đời con về bên an
đi lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tim giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiên ngọc, con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồng tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiện linh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chẳng muốn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Thank you.
vàng, có tiếng cười buồn vui kiếp người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Như nay kia tìm nguồn suối mát,